Sau đó, Đức Giê-xu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đi-mô, ông Na-ta-na-en người Cana miền Ga-li-lê, các người con ông Giê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phê-rô nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giê-xu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-xu. Người nói với các ông: này các chú, không có gì ăn ư? Các ông trả lời: thưa không. Người bảo các ông: cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giê-xu thương mến nói với ông Phê-rô: chúa đó. Vừa nghe nói chúa đó, ông Simon Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ, kéo theo lưới đầy cá vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên và có cả bánh nữa. Đức Giê-xu bảo các ông: đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Phê-rô lên thuyền rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giê-xu nói: anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giê-xu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá, người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giê-xu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-xu hỏi ông Simon Phê-rô: này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không? Ông đáp: thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giê-xu nói với ông: hãy chăm sóc chiên con của thầy. Người lại hỏi: này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy không? Ông đáp: thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. Người nói: hãy chăn dắt chiên của thầy. Người hỏi lần thứ ba: này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không? Ông Phê-rô buồn vì người hỏi tới ba lần: anh có yêu mến thầy không? Ông đáp: thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giê-xu bảo: hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: hãy theo thầy. Suy niệm. Khung cảnh Chúa Giê-xu hiện ra lần này bên bờ biển hồ Tiberia mang một ý nghĩa đặc biệt. Đây là nơi Chúa Giê-xu và các môn đệ có nhiều kỷ niệm. Chúa đã khởi đầu sứ vụ rao giảng tin mừng tại Ca-phác-na-um và vùng chung quanh biển hồ này. Cũng tại đây,
Người đã kêu gọi 4 môn đệ đầu tiên và biến họ trở thành những kẻ đi lưới người. Đây cũng là nơi giáo hội Chúa Kitô được thành hình. Với tất cả những dữ kiện ấy, ta dễ dàng hiểu giáo hội như một chiếc lưới cá và những người trải lưới là các môn đệ Chúa. Giờ đây, Chúa Phục Sinh hiện ra với các ông trong khung cảnh đánh lưới cá. Quả thực là một nhắc nhở đầy ý nghĩa. Đối với các ông, đây là cơ hội để các ông nhớ lại lời kêu gọi của Chúa và chuẩn bị bắt tay vào sứ vụ rao giảng tin mừng để làm cho giáo hội được phát triển. Hình ảnh mới mẻ, lưới cá kỳ diệu nói lên bàn tay can thiệp của Chúa Giêsu và sức mạnh Thánh Thần làm cho giáo hội được lớn lên. Nếu chỉ là cố gắng riêng của các môn đệ thôi, thì cho dù có vất vả suốt đêm, họ cũng không bắt được gì cả. Nhưng khi họ vâng lời Chúa mà thả lưới, thì họ đã thành công. Tóm lại, Thánh Gioan muốn ghi lại khung cảnh của việc Chúa hiện ra để ta thấy được hoạt động của Chúa Phục Sinh và Thánh Thần trong giáo hội. Nếu sự hiện diện của Chúa Phục Sinh đã được bày tỏ qua mẻ lưới thành công kỳ diệu, thì bữa ăn của thầy trò còn mang một ý nghĩa đặc biệt hơn. Trước hết, như bà mẹ chăm sóc cho các con, thì chính bàn tay của Chúa Giêsu đã sửa soạn bữa ăn cho các môn đệ. Ta thử tưởng tượng xem, sau một đêm làm việc vất vả, mệt nhọc và đói khát, mà không bắt được con cá nào. Vậy mà, khi vừa bước lên bờ, các ông đã nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Chúng ta thừa hiểu các môn đệ của Chúa phải cảm động như thế nào trước tình yêu thương của Chúa. Hơn nữa, không những người đã chuẩn bị than hồng, cá và bánh, mà còn tự tay phục vụ, cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá người cũng làm như vậy. Than hồng bừng bừng khác nào ngọn lửa yêu mến đang rực lên trong trái tim Chúa. Lặp lại những cử chỉ quen thuộc ấy, Chúa Giêsu muốn ta hiểu rằng tâm điểm của giáo hội là bí tích thánh thể. Giữa lòng giáo hội, việc cử hành bí tích thánh thể là nguồn lan tỏa tình yêu thương của Chúa Giêsu và lòng bác ái của anh chị em cùng một đức tin vào Chúa Phục Sinh. Ta có cảm tưởng Thánh Gioan ghi lại hai câu chuyện trên là để dẫn ta vào cốt lõi của biến cố Chúa hiện ra ở biển hồ Tiberia. Chúa trao cho ông Phêrô sứ mệnh mục tử. Ba lần ông Phêrô xác nhận lòng yêu mến đối với Chúa, không chỉ là để chuộc lại ba lần ông chối Chúa trong cuộc thương khó, nhưng còn để biểu dương tình yêu tuyệt đối của ông với Thầy Chí Thánh. Tại sao phải có tình yêu thật lớn thì mới đảm trách được sứ mệnh mục tử? Trách nhiệm mục tử là trách nhiệm phục vụ, chứ không phải để người ta phục vụ. Tình yêu có lớn thì mục tử mới dám hy sinh mạng sống cho đoàn chiên. Dĩ nhiên, ai cũng phải công nhận ông Phêrô không có bằng cấp hay văn hóa cao, nhưng lòng mến đối với Chúa thì có lẽ không ai sánh kịp. Vậy mà Chúa còn đòi ông phải xác nhận lại tình yêu ấy, đủ biết tầm mức quan trọng của tình yêu trong trách nhiệm mục tử lớn lao biết chừng nào. Một ngày nọ, ông Rao đến thăm một trại phong. Viên giám đốc đích thân dẫn ông đi thăm các trại viên. Đến trước một khu nhà, có mấy bà cụ bệnh nhân bước ra tiếp đón. Sau khi được nghe giới thiệu, như một phản ứng tự nhiên, ông Rao tiến lại gần, tròn tay ôm bà cụ. Và cũng bằng phản ứng tự nhiên,
bà cụ cũng rụt người lại khỏi vòng tay của ông, vì bà cụ ngại sẽ làm lây nhiễm vi trùng cho vị ân nhân. Và hơn nữa, bà cũng sợ nội quy của trại không cho phép. Thấy vậy, ông Râu quay sang viên giám đốc, mỉm cười và nói: "Nếu trại Phong không có nội quy cấm làm việc này, thì chắc là tôi được phép chứ nhỉ?" Dứt lời, ông lại vòng tay ôm tròn lấy bà cụ đáng thương. Các bệnh nhân khác thấy vậy, liền túa đến và chờ đợi cử chỉ thân tình và đầy nhân ái nơi vị khách quý của họ. Ông Rao nói to cho mọi người cùng nghe: "Tôi không phải là một bác sĩ, vì thế tôi không thể chữa bệnh cho anh chị em. Nhưng điều tôi có thể làm đó là yêu thương anh chị em, bởi vì anh chị em cũng là con cái Thiên Chúa như tôi vậy. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin tỏ mình ra cho chúng con thấy Ngài mỗi ngày, để chúng con tin là Ngài đang sống, đang đến và đang ở thật gần bên chúng con. Amen."